Lễ tạ ơn Thanksgiving Day là gì và diễn ra vào ngày nào? Thanksgiving dịch tiếng Việt có nghĩa là ngày lễ tạ ơn. Đây là một ngày lễ quốc gia diễn ra chủ yếu ở Mỹ và Canada. Đây là ngày mừng thu hoạch được mùa và tạ ơn Thiên Chúa đã cho sống no đủ và an lành. Đây cũng là ngày nghỉ lễ chính thức cho tất cả người lao động theo luật định tại Mỹ và Canada. Ngày này còn được ví von như là ngày chết của những con gà Tây, bởi vì gà Tây là thực phẩm không thể thiếu trong ngày lễ tạ ơn. Nguồn gốc ngày lễ tạ ơn. Ngày lễ tạ ơn đầu tiên được cho là diễn ra vào năm 1623 để cảm ơn cơn mưa đã kết thúc đợt hạn hán. George Washington, vị tổng thống đầu tiên của Mỹ, đã tuyên bố ngày lễ tạ ơn trở thành một ngày lễ chính thức của Mỹ vào năm 1789. Ý nghĩa của lễ tạ ơn. Thời gian đầu, bữa tiệc tạ ơn được tổ chức với ý nghĩa để cảm tạ Thiên Chúa, đấng hằng che chở cho người dân có một cuộc sống bình an, no ấm. Lễ tạ ơn diễn ra vào ngày nào? Lễ tạ ơn không có ngày cố định. Ngày này được tính bằng cách như sau. Ngày lễ tạ ơn của Mỹ sẽ diễn ra vào ngày thứ 5 của tuần lễ thứ 4 của tháng 11. Cụ thể, ngày lễ tạ ơn của năm 2022 ở Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 11 năm 2022. Ngày lễ tạ ơn ở Canada thì diễn ra vào ngày thứ 2 lần thứ 2 của tháng 10. Có nghĩa là ngày lễ tạ ơn của Canada sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 10 năm 2022. Ngày này còn diễn ra ở những nơi khác như ở Hà Lan, Grenada, Liberia, Anh. Hoạt động truyền thống trong ngày lễ tạ ơn. Lễ tạ ơn thường được tổ chức với một buổi tiệc buổi tối cùng với gia đình và bạn bè với món thịt gà Tây. Tại Canada và Hoa Kỳ, nó là một ngày quan trọng để gia đình sum họp với nhau, người ở xa về với gia đình. Trong ánh nến của bàn tiệc lễ tạ ơn, mọi thành viên sẽ cảm tạ Thiên Chúa vì một năm đầy phước lành đã qua, cũng như cầu nguyện cho một năm bình an, nhiều may mắn sắp đến. Tạ ơn cho những gì họ có. Bữa ăn đặc biệt này thường bao gồm gà Tây, khoai tây, nước sốt Việt quất, bánh bí ngô, rau xanh. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình và xem những video hay ho bạn nhé!